bên Mỹ đó thì mình đi chợ vô mấy cái siêu thị đó, phần đông đó, mấy cái siêu thị người ta đặt cái máy đo cao huyết áp miễn phí cho mình đó. Thì ở đây nó có cái máy này nè, cái máy đo huyết áp. Thì khi mà đo huyết áp đó là mình thọc cái tay trái của mình vô cái ống đó, bắt đầu ở trên cái màn hình này nè, nó mới kêu mình đo. Không, cái giữa. Welcome to the Higgy station. Are you male or female? When were you born? Đánh sinh nhật vô. Đó thì cái máy này là cái máy nó kêu mình bây giờ hồi nãy mình định đo máu, nhưng mà cái này nó kêu mình đo nhịp tim. Đó, cái máy nó đó, bắt đầu cái máy này nó đo nè. Khi mình bấm cái nút này á là ở trong cái tay đo này nè, nó sẽ siết chặt lại, rồi cái trên màn hình đó là nó sẽ chạy. Đó, bây giờ nó đang chạy đó. Nè, các bạn thấy cái số đây không? Nó số tròn tròn, nó đang chạy để đo cái huyết áp của mình. Cái máy này là miễn phí nha các bạn. Đang đo cái huyết áp. Đo cái huyết áp. Đo miễn phí. Here are your results. Oh. Của em nè. Của anh là nãy đây à. Của em không, đây nè, anh nhìn cái số của anh đi. Nãy của anh 90, của em 88 mà anh nói gì vậy? Cái số á. Oh, cái số. À. Của anh ở đây nãy cao lắm, anh chụp đi xong mà anh coi của anh đi. Thì quay trong đây nó dính vô rồi. Đó, sau khi mà mình đo cái huyết áp, cái máy nó sẽ cho nó báo cho mình cái độ đó các bạn. Độ huyết áp đó. Trên đây đó, rồi mình coi nó thấp nó cao như thế nào theo cái số của nó. Đó là ở bên Mỹ mà mình đi đi vô mấy cái siêu thị đó là họ có những đặt những cái máy đó phục vụ mình miễn phí nha, 100% nha, tự mình tới mình làm chứ không có ấy. Còn đây nè, trước mặt mình có cái máy này, cái máy ấy nè, cái máy vệ sinh tay miễn phí luôn nè, có cái nút nè, mình ấn nó vô là nó chảy cái ancol xuống đó. Chắc còn ancol đúng không đó.